Nếu như anh em đã làm việc liên quan đến vật liệu gỗ thì tôi tin chắc là anh em nào cũng muốn sở hữu một cái máy cắt gỗ như thế này. Đây là cái máy cắt gỗ sử dụng pin động cơ không chổi than của hãng Edfan Pro. Cái máy này rất là nhỏ gọn, mặc dù thì nó hơi dài một chút. Chiều dài của nó lên tới khoảng gần 40cm nếu như anh em lắp pin vào, nhưng mà nó rất là nhẹ và cái kích thước đầu của nó rất là nhỏ gọn luôn. Cái máy này thì nó sẽ sử dụng lưỡi cắt 140mm là tối đa và nó có thể cắt sâu được tối đa là 5cm. Với cái lưỡi cắt 140mm này. Và tất nhiên nếu như mà anh em thấy cái loại lưỡi cắt 140mm này quá khó mua thì anh em vẫn có thể sử dụng lưỡi cắt 125 hoặc là 100mm này để có thể lắp vào. Đối với các cái dòng lưỡi nhỏ thì anh em sẽ cắt được nông hơn và nó sẽ hơi lọt thỏm một chút so với cái bộ chụp của lưỡi cắt này, nhưng mà anh em vẫn có thể cắt được nhá, 125, 100 vẫn có thể lắp được. Cái máy này tốc độ vòng quay của nó cũng thuộc dạng thấp, 6.800 vòng trên phút thôi. Cái thiết kế của máy này cũng rất là hay. Anh em có thể cắt được chéo này, để có thể cắt nghiêng góc 45 độ và có thể nâng hạ được luôn. Cái phần bộ chụp của cái máy này thì nó sẽ được làm bằng hợp kim nhôm. Và phần bên dưới của nó, cái phần bảo vệ được làm bằng nhựa. Mặt sau của máy này sẽ có 10 chốt, anh em sẽ ấn 10 chốt này để có thể thay được lưỡi. Cái công tắc của máy này rất là to, anh em có thể ấn bằng hai tay được, giúp cho cái việc dùng cái máy này lâu nó sẽ không bị mỏi. Và cái phần chốt này, đây là cái chốt bảo vệ, đây là chốt an toàn. Em cần phải, cái này thì khi mà dùng cần phải ấn nó xuống, ấn cái chốt này xuống thì công tắc có thể bật được. Đó. Cái máy này có khởi động mềm nhá, khi mà chạy nó tốc độ nó tăng lên chậm, nó không khực một phát đâu. Cho nên là với việc mà anh em lắp máy, lắp lưỡi cua gỗ vào thì nó sẽ chạy rất là êm. Cái máy này ở phía thân của nó sẽ có một cái đèn báo vạch pin, khi mà chạy thì sẽ có đèn báo vạch pin ở đây. Đấy. Và pin của cái máy này thì nó sẽ là pin chân pin phổ thông anh em nhé. Đi kèm một bộ sẽ có hai cục pin như thế này, một cục sạc và một cái cữ và một cái lưỡi cắt. Đấy, cục sạc này là cục sạc 20V 2.0Ah, bởi vì cái pin này là pin 20V max anh em nhé. Với cục sạc 20V 2A này thì nó sẽ tương đương khoảng 40W, và nếu như mà sạc cái cục pin này vào, cục pin này tương đương với 72 đến 80W thì nó sẽ mất khoảng 2 giờ nó sẽ đầy, nếu như mà theo đúng thông số của nhà sản xuất. Tất nhiên là nếu như mà anh em đã có pin chân mang guitar rồi thì anh em vẫn có tùy chọn là chỉ mua mỗi thân máy này không, để anh em về sử dụng cũng rất là ok nhá. Anh em cũng có thể mua được thân máy. Bây giờ tôi sẽ lắp cái lưỡi cắt này vào để cắt thử cho anh em xem. Với cái máy cắt này thì anh em có thể lắp được cái lưỡi hợp kim vào để có thể cắt được sắt nhá, cắt sắt, cắt gỗ thoải mái. Cắt ống nhựa thì đương nhiên là cắt được rồi. Bây giờ tôi sẽ cắt thử xem là với độ dày tối đa của nó thì cắt như thế nào nhé. Ngọt luôn, cứ nghĩ là cắt 5cm thì sẽ khó cắt nhưng mà cắt rất là ok. Gỗ này thì không phải là gỗ mềm đâu, gỗ này rất là cứng đấy. Tôi không biết là gỗ gì nhưng mà đối với tôi thì gỗ này là gỗ cứng. Thử cắt ra xem cho anh em xem. Đây. Gỗ đây anh em nhá. Gỗ này thì không phải dạng gỗ mềm rồi. Cắt rất là ok, rất là ngọt, gần như không bị dừng máy khi tôi đẩy. Nó chỉ bị hơi chững lại một chút ở chỗ này, là nó có bị lực tác động thôi. Chứ còn nếu mà nó kéo được cái này lên rồi thì nó đi rất là dễ, rất là nhanh. Nếu như anh em muốn tham khảo giá của sản phẩm này thì xin anh em truy cập trang web dangai.com hoặc click vào đường link ở phần mô tả của video này nhé. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.